thức khuya dậy sớm. Có nhiều người cha đó làm lụng đến 2-3 ca kiệt lực ấy, thế mà về nhà những đứa con bất hiếu, thấy ba má nó làm cái nó tìm cớ để đi chơi, tính 1-2 giờ khuya mới về, cái sáng mơ đó nó giả bộ ngủ trễ, khi cha mẹ kêu dậy nó nói là bị bệnh, ba má nó thiếu sự để ý chút xíu là nó giọt đi đi tiếp. Như thể rằng là cha mẹ nó phải có bổn phận lo chuyện A đến Z, nó như thế nào thì mặc nó, không ai được quyền can thiệp hay được quyền la lắng lo lắng hay là khuyên can. Nó có nghĩ sống như thế là hạnh phúc rồi, mà không ngờ rằng là tất cả những đó làm cho cha mẹ và những người thân khổ đau bế tắc vô cùng. Bây giờ cha mẹ cứ làm hết bổn phận của mình, theo dõi, chăm sóc, lo lắng, hướng dẫn, khuyên ngăn, chứ không phải là bỏ lơ hay là bỏ mặc nó. Mà nếu nó vẫn chưa trở thành được người tốt á, thì ta hãy xem đây là cái giới hạn nghiệp riêng của nó, để tâm mình không bị khổ đau theo. Ta vẫn tiếp tục lo, nhưng nếu cái lo đó không thành tựu thì ta không vì thế mà chảy nước mắt, bởi vì mình không có lỗi nữa, mình đã làm hết bổn phận rồi. Là lúc đó, có nhiều đứa ngang đầu cứng cổ phải để cuộc đời dạy, để cho cái sự dấp ngã dạy, để cho cái bất hạnh dạy, thì nó mới mở mắt được tỉnh thức. Lúc đó nó mới thấy rất rõ là sự quan tâm thương lượng của cha mẹ là rất là có ý nghĩa. Chứ còn đôi lúc mình làm sớm quá, nó không thấy được tính giá trị của nó. Cho nên ta phải thấy là con người là tương đối. Vì là tương đối cho nên có lúc con người tốt, có khi con người xấu. Có tình huống là con người ứng xử rất là có ý nghĩa, và có nhiều trường hợp là con người ứng xử chẳng giống ai. Người thân của ta cũng có thể như thế, bản thân ta cũng như vậy. Cho nên là ta không nên kỳ vọng quá nhiều ở con người, đặc biệt là những người thân. Không hy vọng không có nghĩa là mình mất đi cái niềm hy vọng. Những hy vọng tốt đó, ta vẫn có thể nuôi dưỡng nó bằng những nỗ lực thực tế, làm bằng trái tim, tấm lòng. Còn vấn đề còn lại đó, kết quả ra sao thì cứ ra. Cho nên chúng tôi đề nghị tu Phật tử đó là hãy có cái nhìn tích cực, thấy rằng là với vai trò làm dâu á, mình cũng là một người hiếu thảo. Với vai trò là con gái á, mình cũng đã quá cực hiếu thảo. Với vai trò làm mẹ cũng đã xứng đáng, với vai trò làm vợ cũng đã đầy đủ đi. Ứng xử giao tế với họ tộc á, không có gì để chê, có gì đâu phải buồn. Để là phải lấy cái đó làm hạnh phúc, vì mình trở thành một người tốt từ những hành động cao thượng có ý nghĩa này. Không được kế thừa mà không buồn, không hờn, không giỏi, vẫn tiếp tục làm, cha mẹ chết vẫn lo, thì ta cứ nghĩ rằng là cái việc làm tốt đó là bản thân có hạnh phúc. Hãy mỉm cười với nó. Còn những người khác ứng xử tệ bạc với ta đó, thì họ đang gieo những nghiệp xấu, thì sau này nhân quả xử lý họ. Ta không có lý do gì làm thẩm phán của nhân quả để buộc người khác phải thế này, xử lý người khác theo thế kia. Còn bổn phận của mình cứ làm tốt thôi là đủ rồi. Nếu hỏi giải thích, can ngăn, khuyên lên, còn người ta có làm theo thì tốt, không làm thì họ tự lấy những cái điều xấu về mình. Thì lúc đó cái áp lực của cái kỳ vọng đó, nó sẽ được giảm thiểu xuống, và ta bắt đầu phải trở về với cái đời sống rất là thiết thực, là chấp nhận sự thực đó. Một hình ảnh khác mà người trong cuộc có thể hình dung tất cả những nghĩa cử cao thượng, việc làm tốt của mình đó, giống như là đang mở tài khoản cho một ngân hàng công đức. Cái kỳ vọng của người mở tài khoản là có những khoản lãi, mà nếu như trong lúc ta cần mà không rút ra được thì ta không có gì để buồn, vì nó còn y nguyên cả tiền lãi lẫn cái tiền vốn. Còn những người không làm việc tốt gì hết mà có được quả tốt á, thì đừng tưởng là không do nhân quả sai, mà do vì họ đang vay nợ thôi. Tức là không đầu tư tiền cho ngân hàng mà rút tiền ngân hàng là đang vay nợ. Vay nợ thì họ phải trả. Ở không cuối cuộc đời này thì cũng ở những kiếp sau thôi. Nhân quả là một cái tiến trình rất là chuẩn, là một cán cân
rất là công bằng. Chứ quán chiếu như thế để ta khỏi phải buồn lo tại sao anh chị em của mình không ai ra chi hết mà cha mẹ cho được cái quyền kế thừa của mình á, thì tốt đàng hoàng thế này cha mẹ lại không bằng tâm. Bởi vì có rất nhiều người mẹ biết rất rõ, không quan tâm đến mình vẫn là người tốt, cho nên dành thời gian quan tâm những kẻ xấu hơn, để cho những kẻ xấu hơn đó được làm người tốt. Biết mình thành công ở trong làm ăn, có thể tự lập được, cho nên không quan tâm đến mình, và dành cái sự quan tâm cho những kẻ thất bại hơn trong gia đình, để cho người đó không bị cái cơn bất hạnh hoặc ngã. Âu cũng là cái tình thương của người cha người mẹ. Với tư cách là người mẹ người cha, mình nên nghĩ như thế để ta có một cái niềm vui hơn, thấy được cái chiều sâu ứng xử của cha mẹ ruột mình. Và do đó cái sự lo lắng chăm sóc cho khi ông bà qua đời đó, nó có kết quả phước báo ở mức độ lớn nhất. Cho nên kỳ vọng nhiều, lý tưởng quá nhiều, thần tượng nhiều đó sẽ làm cho chúng ta bị thất vọng đó. Mà thất vọng là một nỗi đau. Đó là ba cái kỹ năng nho nhỏ được triển khai từ chánh kiến và chánh tư duy, hai yếu tố quan trọng ở trong bát chánh đạo mà ta có thể tham khảo để ứng dụng trong các tình huống khi một cơn lốc của khổ đau có lúc mạnh nó giống như một cơn sóng thần, hoặc như là một cái trận động đất, nó làm cho tinh thần của mình là hồn bay phách tán, phải mất một thời gian rất dài để có thể khôi phục lại cái trạng thái tâm lý bình thường. Mỗi nỗi đau đi qua nó để lại những cái vết hằn và sự khủng hoảng, chúng ta nên thực tập theo lời Phật dạy để vượt qua nó. Bởi vì giữ lại nó, để lại nó, bám víu nó, ký ức về nó đó, chỉ biến mình trở thành khổ đau nhiều hơn, chứ không phải là một giải pháp. Thì mong rằng là sự thực tập này sẽ giúp cho chúng ta sống với một cái chất lượng hạnh phúc hơn. Và đây chính là nghệ thuật cười với khổ đau. Mà cười đó không làm cho chúng ta bị điên dại, mà cười đó sẽ làm cho chúng ta sáng sủa hơn, bình tĩnh hơn, thoải mái hơn, để có đủ năng lực và sự tinh tấn để vượt qua những cái thách đố có thể đang trực chờ hoặc là có thể sẽ diễn ra trong tương lai. Pháp âm Đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ: Công ty trách nhiệm hữu hạn Đạo Phật ngày nay, Chùa Giác Ngộ, số 92 đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 083 8394 121, 083 8335 914, 093 8632 991, 093 7693 196, email buddhismtoday@yahoo.com, Thích Nhật Từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphanthoc.com.